Phiên bản nâng cấp của dòng máy ép cắm viên F150, máy ép cắm viên S220, năng suất 150 đến 250 cân trên một giờ. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và cải tiến các dòng sản phẩm máy ép cắm viên để cung cấp những giải pháp phù hợp với từng mô hình sản xuất chăn nuôi. Và dòng sản phẩm ngày hôm nay Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là dòng máy ép cắm viên S220, phiên bản nâng cấp của máy F150. Và ở video ngày hôm nay, kỹ thuật viên của công ty đang phối trộn các loại nguyên liệu thô, tươi để sử dụng với máy S220 như quý vị đang thấy ở trên màn hình. Thiết bị giúp đông đảo các hộ kinh doanh, trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ có thể tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, tạo ra nguồn thức ăn sạch đảm bảo chất lượng. Máy được đội ngũ kỹ sư của công ty thiết kế với kết cấu chắc chắn, bền vững, giúp tăng cường tuổi thọ sử dụng của máy. Trọng lực phân bổ đều, hạn chế rung lắc khi vận hành. Vật liệu chế tạo chính của máy ép cắm viên S220 là gang và sắt chất lượng cao. Cấu tạo của máy bao gồm động cơ 5,5 kW, bộ chuyển động dây Cura, phễu nạp nguyên liệu, buồng ép và cửa ra thành phẩm. Để mang tới cho khách hàng các sản phẩm chất lượng tốt nhất, tất cả các sản phẩm máy móc trước khi được bàn giao tới tay khách hàng đều được trải qua các khâu kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề của công ty. Máy ép cắm viên S220 được biết đến là một dòng sản phẩm ưu việt có thể ép được nhiều loại nguyên liệu thô khác nhau như ngô hạt, bột cám, bột cá, các loại nguyên liệu tươi như cua, cá, ốc, rau cỏ băm nhỏ. Các loại nguyên liệu được phối trộn với tỷ lệ thích hợp đảm bảo độ ẩm từ 10 đến 20%. Máy được lắp đặt động cơ 5,5 kW, tốc độ quay 1.450 vòng trên 1 phút, nguồn điện 380V, mỗi 1 giờ, máy có thể làm ra năng suất từ 150 đến 250 cân cắm viên các loại, phục vụ cho nhu cầu sản xuất thức ăn viên cho vật nuôi, đặc biệt là những cơ sở sản xuất, trang trại, chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, tùy vào tính chất tỷ lệ nguyên liệu. Bên cạnh đó, phần lô ép được thiết kế rất đặc biệt, vì thế nền nguyên liệu được ép ra luôn có độ đồng đều với kích thước, không bị dập nát, gãy, vụn, giúp cho vật nuôi dễ dàng hấp thụ toàn bộ lượng cám viên mà không bị bỏ sót. Máy có 3 loại mặt sàng 3 ly, 4 ly và 5 ly. Quý vị có thể lựa chọn lắp đặt theo máy để phù hợp với vật nuôi nhà mình. Bộ phận dao cắt cám nằm ở phía dưới mặt sàng, giúp điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám từ 0,8 đến 2 cm. Khi vận hành, máy S220 không sinh ra lượng nhiệt lớn, chỉ từ 50 đến 60 độ, nên viên cám khi ra vẫn sẽ đảm bảo đầy đủ hàm lượng chất dinh dưỡng vốn có ban đầu. Tùy từng vào mục đích sử dụng, quý vị có thể trực tiếp sử dụng cám ép ra hoặc đem phơi khô rồi đóng bao để bảo quản trong thời gian dài. Với việc chủ động sản xuất cắm viên nhờ chiếc máy ép cắm viên S220 này, quý vị sẽ tiết kiệm được chi phí thức ăn chăn nuôi từ 20 đến 40%, không còn phụ thuộc vào giá cám trên thị trường. Ngoài ép cám để phục vụ mục đích chăn nuôi, quý vị còn có thể sản xuất cám với mục đích kinh doanh, cung cấp cho các trang trại, nông hộ ở địa phương. Nguồn cám chất lượng cao với giá thành rẻ. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với công ty Bình Minh để sở hữu ngay cho mình sản phẩm siêu tiện ích này thôi nào? Mọi thắc mắc về dòng sản phẩm quý vị vui lòng gọi điện đến số hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.